Má, cái này xào cho con chó 15, 80. Cái này là frozen veggie, pork spare ribs, the one that's shredded, soy sauce, salt, pepper, and a little bit of oyster sauce. I think that's pretty much it. 1 minute I remember, next minute I don't remember because I do have a short memory. But don't worry about it, because it's... No, I'm not going to tell you why I have a short memory. Anyway, má, cái này là 14, 12, 16, 17, 18, 19, 25, 24, 23, 79, 78, 74, 70, 76, 75, 73, 72, 74, 70, 75, 79, 76, 73, 74, 79, 72, 78, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 40. 40, 42, 40, 42, 40, 45, 40, 46, 40, 45, 40, 46, 47, 40. No eggs in this one. It's not flavor. 76, 79, 77, 78, 79, 79, 74, 75, 76, 70, 78, 79, 73, 72, 73, 79, 75, 76, 77, 78, 79. Má, có khi nào con xào cái này á, con chỉ để như vậy thôi, để cho mấy cái này nó hơi đen á. Không, nó phải đen. Cook, only chef knows this. See the color of the rice from the shredded pork. Trước con nhỏ ở ở cửa hả, không phải cửa, school, lâu lắm tao nói gì với má quên rồi. Má nấu má xào bá chim con ngon lắm. Cái này là ngon lắm. Cái khi con đẩy vậy nè, con không có stir, con mới xào á, cái màu nó khác. Rồi, 15, 16, 17, 82, 84, 83, 89, 80, 86, 87, 88, 89, 110, 83, 82, 84, 85, 86, 87, 85, 83, 84, 82, 83, 85, 84, 110, 86, 87, 88, 99. Đừng có nhớ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 9, 5, 10, 5, 2. Đừng có nhớ 16, 14, 15, 16, 13, 13, 14, 15, 12. Good. Đó là cho má 12. Đừng có nhớ là... lâu quá không nói con... Lâu quá không nói cái gì với má, con quên rồi. Nãy có nói gì vậy? Con quên rồi. Đừng có nhớ là mai mốt con phụ má tính toán ra để cho Việt Nam nó chơi chỗ khác, thì nó chơi chỗ này, nó chơi chỗ kha. Good. Nó chơi chỗ 1, chơi chỗ 4, chơi chỗ 2, chơi chỗ 3, chơi chỗ 5, chơi chỗ 6, chơi chỗ 10, chơi chỗ 9, chơi chỗ 10, chơi chỗ 9, 2, 4, 5, 10, 5, 6. Mấy cái số này là toán mắt nè. See? They taste really nice on this. I'll turn this off. Sometimes I just leave it here, just to let it have a little bit of this. See? It depends how you cook the rice too. See? It really tastes nice. How it tastes in this. Yum. Yum. But not too much, because it gets burnt. Come on, Matt. Mai mốt con dịch cống da cho má, tại vì má hay lắm. Smells really nice. This is mixed a little bit of oyster sauce. Come on. This is my dog's.